Lúc này mưa nhiều quá không có kêu người ta tới rửa xe. Hôm nay thì mình chạy qua máy robot cho nó rửa thêm lần nữa nha. Xong rồi chạy lên nhà anh Đức chơi nè. Bữa nay mấy anh em tụ tập nhà anh Đức đông lắm. Lẽ ra là lên hôm qua rồi, nhưng mà vì bận công việc với lại tiễn đưa em Urus cho nên là không có chạy lên. Bây giờ thì rảnh rỗi hơn nhiều, tranh thủ chạy lên chơi với mấy anh em tí, xong rồi chiều chạy về sớm. Vì mai có vài công việc hẹn gặp với lại mấy anh em Triple F mà không biết có đi được không nữa. Đây là rửa bánh xe nè. Đang ở dưới nó có cái đồ quay bánh xe ở dưới, mình thấy được. Giờ không có quay kiến xuống được. Rửa xe xong thì không nên quay kiến xuống nha. Tại vì mình quay kiến xuống nó sẽ làm cho kiến nó dơ. Sau khi 80 phút đã qua, hồi nãy giờ tâm sự với mọi người bên livestream. Thường thường mấy cái livestream thì Long tâm sự như vậy rồi xóa đi thôi nha. Chứ nhiều khi để lại thì những cái lúc mà mình nói chuyện vậy đó, đó là tâm sự, mà nó cũng có thể dễ ảnh hưởng tới những người mà họ không có xem hết cái clip, hoặc là họ không có theo dõi mình thường xuyên, thì họ không có hiểu mình, rồi lúc đó họ sẽ chỉ trích hoặc là này nọ, nhằm tránh những cái vấn đề đó xảy ra. Thì sau những cái livestream mà nói chuyện về những cái đề tài liên quan đến người này người kia thì Long xóa đi thôi nha. Bây giờ mình tới nhà anh Đức rồi, mình vô mình coi bữa nay có anh em nào ở đây và họ đang làm cái gì. Mình cũng đi đúng cái đường này đi, thường mình đi ngược chiều nhưng mà lỡ cái bên xe nó qua mà công mà phải gia lưu giải thích nữa. Thấy chiếc Rolls Royce của anh Kenny rồi kìa, đó. Wow, xe nhiều chưa, đã không? Tập vô sandwich ông luôn. Ok, tới rồi. Bữa nay vô trong xe Kenny ngồi nè. Ở ngoài là G3. Để lát nữa mình mượn cái khung cảnh này mình chụp hình dài tấm để lưu niệm nha. Xe anh Kenny đẹp quá, ngồi đây không muốn ra luôn Kenny ơi. Dễ sợ thiệt chứ. Nhìn sơn trời nè, quá dữ luôn Kenny. Đó, xe này là chỉ thích ngồi sau thôi, chứ còn ngồi trước thì chưa chắc là đã đâu. Đó, ngồi sau là hưởng thụ luôn, đúng là boss luôn đó. Thôi trừ ra mùa qua ăn cái rồi, để mọi người thấy rồi xong rồi mình vô nhà hãy. Đây là ngoài trời trước Đức đó, trước nhà anh Đức nè. Nay có mấy em này gắn dây đèn cho nhà anh Đức, đèn Noel. Bữa nay không có xe siêu xe nhiều, nhưng mà có chiếc Range Rover anh Đức, cái G63 anh Nghĩa. Chiếc này thì của Kenny. Giờ anh Vinh mới tới nè. Vinh đâu. Không chưa thấy mình đâu. Từ sao tôi qua đây? Mày làm rồi mày. Mày ơi. Em Vinh, cứ nói cho em nhờ chứ Vinh. Trời ơi, xinh. Đẹp quá, đẹp quá. Em nói chị sau kìa. Hello, hello. Hello boss. Em là chia khen người khác đẹp. Hello boss. How you doing boss? Survive, hello. Survive. Chị đâu anh? Chị ở nhà về học rồi. Anh Vinh qua bên Ohio thấy sao? Đẹp hơn Cali nhiều không? Đẹp quá nhiều. Thấy không? Quá ngon luôn. Cái gì cũng đẹp, cây cỏ xanh tươi, hồ nước nhiều. Khí hậu mát mẻ, con người tươi trẻ. Con người đẹp nữa đúng không? Xe đẹp cũng nhiều nữa. Đó, vậy là ngon rồi. Ohio anh Vinh qua đây chơi đi một chiều đúng không? Sao nó biết là mình là tại dạ tại sao? Hả? Anh Vinh là chuyên môn đi một chiều. Chuyện mà đi một chiều đó là Vinh không có dám nói chủ nhà. Yeah. Người ta không có vui. Không sao đâu. Yeah. Đây nhiều nhà mà. Ông Benjamin Franklin nó có nói một câu là guests like fish. In the first 3 days is very nice, but after that it stink. Công nhận hai người đẹp quá, nhìn nè. Thấy chưa? Quá đẹp luôn. Quá đẹp, quá đẹp. Đứng đây quay phim mấy người đang làm đạo diễn đó. Rồi có thêm anh Vinh mới tới thì cũng chụp hình. Đó.
ai chụp hình chụp mình đứng đây mình quay phim. Ni hao cải làng. Ni hao ma. Wo hao. Wo yo hao han hao á. Chuẩn bị lên là lên là lên nè. DJ DJ Đức Điềm Đạm. Em DJ gì em? Dạ em DJ Green. Hả? Green hả? R-I-N là Rin hả? Dạ. Ờ, DJ Rin. Rin là còn Jin á. Đúng rồi, chính xác. À. Ủa, đây mà nhìn thấy dây điện quá trời, chóng mặt quá. Mình không phải DJ cũng phải đánh, gắn mấy cái này là thấy bỏ tay rồi. Cái này là say say đúng không? Dạ. Ủa, ngầu thiệt chứ. Mình thấy người ta đứng, người ta say say say, mình chả biết người ta say cái gì. Bên này á. Đó đó hả? Đó đó, đó mà mở lên say say thử coi. Anh cho em phải đâu mà. Đã không? Dạ. Đã không? Đó, 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 đó. Ui, 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 ui. Ui, chim chóc nó kêu đã ha. Dữ thiệt. Em DJ lâu chưa? Dạ, 14 năm. 14 năm hả? Dạ, 14 năm. Vậy là... Em làm gì nè em, cho làm chỗ nào? Ở Bằng Tân Phú, tên 11 năm. Vũ Trường hả? Dạ. Vũ Trường tên gì em? Họ đó tên gì? Hồi đó là em làm cho cái thằng Serona. Serona hả? Mà quýnh nó đóng cửa luôn á hả? Ghẹo, 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 ghẹo. Quýnh đóng cửa luôn. Quýnh mà sập xây nhà luôn. Tối nay quýnh cứ banh thoải mái đi. Nhà anh Đức quýnh vô tư nha. Long có cái YouTube channel. À, Maximum. Chắc là nhiều fan. Thôi em biết như có coi mà. Chắc là biết lắm. Rin, Rin. À. Giờ đi qua nhà của Đức đó. Qua không phải qua chỗ tiệc của Đức. Xe Long lên đây thì anh Quý chạy ra đó trước rồi. Giờ mình đi Seven cùng với mấy anh nè. Anh Mỹ đại ca. Ui. Này Mỹ ăn hết tiền của em Mỹ. Mốt anh Mỹ quýnh bài, quýnh bài mà quýnh thế vậy không được đâu. Chơi mà ăn tiền hết của em Út kỳ quá. 320. Okay. Hello anh Út Điền. Anh Út, anh Út, anh Út chào fan anh Út. Hello, chào fan. Giờ mình đi đâu vậy anh Út? Đi, đi tiệc ha. 1, 1, 3, 2, 0. Ra nhà hàng nào vậy anh? Nhà hàng là hotel. Hotel. Hotel Ramada đúng không? Rồi. À, đây là anh tí. Hả? The main entrance over there. Hả? Yeah. The party? Yeah, we're going over there. Yeah. Hello, anh Tý. Ủa, lột da ra hả? Mất tiêu rồi. Trong trắng rồi. Da bò mất rồi. Yeah. Nice. Lên xe này luôn. Aventador không cho mình đi này. Này vui mấy ngày ngồi xe anh Tý được rồi. How you doing, babe? Good, how are you? Good. Feeling good? Yeah. You like your job, huh? Yeah, just. Khách sạn này giờ nó thay đổi lại rồi. Mới xây lại Delta Hotel, hồi xưa là Ramada. Yeah, right in the front. Okay. Yeah, right VIP spot. There you go. All right, thank you. Trong bữa tiệc bữa nay, giờ mình vô trong coi âm thanh ánh sáng đâu này nọ bữa nay ngon lành chưa? Woohoo! Hello. Hi team, cứ ngồi nhà lại guest VIP table. VIP là ngồi đây. Rồi giờ mình vô mình kiếm cái bàn của mình. Đó. Vậy là cái bàn mình nằm khúc này. Yeah, thank you. Sơn Phan thích đi lang thang. Hello em. Nãy sao nói 8 giờ anh về gì sớm vậy? Đâu có, anh không có xe, anh Quý lấy xe của anh. Thì biết rồi nhưng mà ý anh nói 8 giờ anh chạy về đó. Hả? 8 giờ tiệc chưa bắt đầu anh đi về. Đúng rồi. Ở đây em bỏ em kiến hả? Lưu anh phía sau. Thì anh bỏ em kiến giùm em đi. Thì, ha. Mà em biết phía sau như nào không? Không biết luôn. 8 giờ là chưa bắt đầu tiệc mà đi về là sao?
nắng chiếu qua chiếu lại, chiếu tới chiếu lui, lòng thấy ấm áp và thấy như là nắng đang qua hàng cây. Con vật là người đàn hương. Hôm qua em hát ở thành phố kia, show bị ế, có 50 người, nhưng mà hát xong một câu dưới là em ung dung như đất, thanh xuân quá trời. Đêm nay ở MDN Nail Spa Party 8.000 người, hát xong không một tiếng vô tay, không một tiếng lệ. Hồi nãy không đã bằng nắng trong này, nắng trong này ấm hơn, vô đây rồi thấy như là bên nhạc cho em cái ẻ, thấy như là nắng lên cả trong vườn hoàng thừa. Em chưa hết câu là ơi đàn hương bước chân vui hạnh vùng trời. Vùng trời này phải lấy đà. Đáng tiếc. Hôm nay thì lên đây gặp mặt tất cả anh em rất là vui luôn. Bữa nay thật là phải nói là một ngày rất là ý nghĩa, vì anh Đức ảnh mở tiệc đãi tất cả những nhân viên 12 tiệm trong cái thời điểm Covid, nhưng mà rất là đông người tham gia. Bên này thì mọi thứ đã quay lại bình thường rồi, không có cái gì mà phải nói là lo lắng sợ sệt cả. Vì những cái tình hình như vậy thì mình phải sống chung với lại nó thôi. Bây giờ anh em về nhà anh Đức, Long sẽ về đó chơi một tí, xong rồi có thể là sáng về chứ. Bây giờ cũng hơi mệt mệt đuối đuối rồi, về nhà anh Đức chơi một xíu rồi đi ngủ. Còn nếu mà ham chơi quá thức khuya luôn, sáng về sớm cũng được. Nhưng mà như vậy thì Ivy sẽ la Long nha, sẽ bị vợ khiển trách, cho nên là mình cứ làm tròn bổn phận để mình về nhà an toàn nha. Bây giờ mình quanh lại mình phụ, tại vì bữa nay mình đi Range Rover cho nên là rất là thoải mái. Tiện đây quanh lại xem những chiếc siêu phẩm đang đậu trước cửa nè. Wow, nhìn chiếc SVJ ngầu chưa? SVJ của anh Vinh. Ok, giờ mình đậu lại đây đi. Trời ồn, lâu lâu quay vào Petador đã không? Đây là khung cảnh trước khách sạn nè. Bây giờ Long ngồi trong xe để ngồi đây, bữa nay mình làm Uber nha.
chút xíu nữa đây thì Long sẽ chở những ca sĩ hôm nay, đó là Đoan Hồ, Trúc Lâm, Trúc Linh. Tại vì họ chút xíu nữa họ ra sân bay, nhưng mà đây thì tiện đường thì Long sẽ chở ra tới nhà của anh Đức, rồi mọi người ở đó party tí xíu rồi tới giờ để bay đi về nơi họ cần đi nha. Thì hồi xưa giờ mình rất là quý anh Đoan Hồ nha. Cái bài mà Trái Tim Mùa Đông đó, Một Trái Tim Khô, Một Trái Tim Mùa Đông đó, Trái Tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu. Nhưng mà bây giờ trái tim mình đã bị tóm rồi, cho nên là không có chạy trốn được nữa. Ok, thôi giờ mình ngồi mình đợi tí, rồi họ lên rồi mình đưa đi về nhà Đức nha. Mọi người theo chân Long đi trên cái đoạn đường này coi có cái gì vui nữa không ha. Bữa nay biết đón mọi người cho mình đi xe này thấy chưa? Trời ơi. Chú lái từ đó qua đây luôn hả? Dạ. Lái từ bên đó qua đâu, đây. Long ở Columbus mà. Nhưng mà đi đi chỗ này chỗ kia, chẳng hạn như mấy anh em có tiệc thì mình đi tới chơi. Ủa chứ sao lại gặp anh ở bên Florida? Đi mấy cái tiệc bên đó có đi hết. Mấy anh em tổ chức bên đó thì cũng đi bên đó. Chung mà... Vi đâu rồi Long? Hả? Chung với Vi đâu? Chung chung với Vi như đi về trước rồi. Về nhà anh Đức á hả? Dạ. Yeah. Tượng banh rồi về hotel rồi chứ. Hai người đó có tới nhà Long ở Columbus nữa mà. Thì đó. Yeah. Nó tiếng tàu cười muốn chết. Đúng rồi đó hả? Đi chung với Lam Trường nữa mà. Đó. Cái này nó vui. Ông nói hay lắm á. Long nói tiếng tàu hay lắm, y chang trong trong phim vậy đó. Thì nếu mà anh là người Hoa thì anh nói tiếng tàu hay chứ. Không phải anh. Không phải em người Nam anh. Không có hay gì đâu. Ông chỉ giả thôi nhá. Thôi. Ông người Hoa gốc cây hả? Dạ gốc cây. Người Hoa gốc cổ thụ. Tại thấy to to anh thấy không? Xe đẹp quá đi Long mà. Của Long đâu, anh Long đâu? Dạ. Ferrari thì chứ đó là một cái gì? Ở là một cái gì? Dạ dạ là một cái gì chứ? Đâu rồi? Để nhà hả? Ủa thắng cái gì vậy? Không đi đâu vậy ta? Anh quên đường về nhà anh phải? Chiếc kia thì chiếc Lamborghini mà SUV á hả? Không, cái chiếc nhỏ này đó, hai. À chiếc nhỏ bán rồi. Dạ, chứ đó bán rồi. Giờ chuẩn bị mua Ferrari nè. Thấy ông Trùng mới mua chiếc Rolls Royce. Được, anh mua chiếc đó cũng mấy tháng rồi đó. Vậy hả? Mới chụp hình thấy. Trái Tim Mùa Đông của anh Đoan Hồ thôi, số 1 luôn. Cảm ơn. Nghe bài đó là ghiền luôn. Hồi nãy con lính giờ hai người này không biết. Dạ. Thì cuối cùng anh Linh mới làm ra con bài. Nghe anh hát nhiều mừng muốn chết. Trời ơi, hai cô quậy tưng bừng luôn còn gì nữa anh. Nhưng mà tại thay đồ rồi, thà nếu mà không thay đồ thì không nói thay đồ rồi thì cũng muốn bữa nay show trong... bữa nay show hay quá thành công. Anh cái microphone tôi đâu không có làm gì được. Cái microphone nó có dây. Dạ dạ dạ. Cái thời buổi này mà còn xài microphone có dây, tôi đâu không có đi đâu không làm được cái gì cho nên mà. Nhảy cũng khó khăn. Không làm được một cái gì. Nhưng mà thôi vậy là cũng hay lắm rồi. Này là người ta đã book có ba nhạc công từ bên Minnesota qua rồi. Dạ. Hay là ba người từ vùng khác tới rap vô. Không có là coi như là đi ra freeway luôn đó Long nha. My way hay là freeway. Cũng tùy tại cái vùng này người ta không đánh nhiều đâu biết đâu có. Dạ đúng rồi. Nếu mà người ta dọn chút ta đi vùng khác có nhiều cơ hội hơn rồi. Dạ. Những người dọn đây vậy là cũng hay rồi đó. Dạ vậy là khá rồi. Chứ khi mà anh book ban nhạc từ Cali qua thì cái đó mình nói. Dạ. Ở đây chưa được vậy là mừng rồi. Mày mấy giờ anh bay? 7:30 bay. Còn hai người sao? 9:30 9 giờ là sáng hả? Dạ. Ồ thoải mái. Ủa đâu nó bay trước em hả? Nó bay trước. À. Đi sớm quá, hơi mệt hả? Xong anh bay đâu Cali hả? Dạ rồi bay về Cali. Mày hai cô đẹp quậy vui quá. Mình từ dưới kia đứng về không nổi phải chạy lên quay luôn. Ủa đâu phải lúc nào chỉ có hôm nay mới đẹp thôi anh. Chỉ có hôm nay là anh. Đâu đâu đẹp thường xuyên nhưng mà tại đây tới gần mình đẹp thường xuyên sạc đẹp thường trực luôn. Nó kêu là đẹp permanently. Bọn anh là không bao giờ già ha, hay thiệt chứ, wow luôn á, phải nói là anh ơi con ngó tới ngó luôn lúc 19 tuổi đại ca quả như là cao thủ đó mà. Tiểu đệ khâm phục đó nha. Thời buổi này không ai còn coi phim bộ hết trơn. Bởi vậy mình thất nghiệp chạy qua đây lái xe đó mà.
Từ nhà từ bên đó chạy qua đây bao lâu lắm? Dạ 80 phút. Con nó mới dậy. Dạ. Ngày xưa em với lại anh Steven thân nhau lắm. À. Dạ. Yeah. Hồi xưa cái thời thập niên 90 đang đi qua Columbus ngoài. Ồ vậy hả anh? Cái thời đó có cô Thi Vũ có làm show. Dạ. Yeah. Sau này không thấy làm nó trong yếu quá. Bên đó thì người Việt đã hơi rải rác tí, đi show rồi này nọ nó hơi không có được giống như đoàn tụ ở đây đâu. Ngày xưa cũng làm show đấy, ngày xưa thời thập niên 90 làm nhiều. Hồi đó mà đã tới đó đã anh hả? Dạ. Yeah. Mê đoàn hồ xưa giờ mới được gần. Cảm ơn. Hồ sát bên luôn ở đây. Tất cả là gần gũi đó. Gần gũi đó. Ý trời đó hả? Gần gũi nó có nhiều ý lắm. Vui thiệt chứ. Nay em lên quậy vui quá. Phải vậy cái không khí nó mới khác. Nó chỉ tiếp có cái microphone thôi. Dạ. Yeah. Không có đi không có được hạ lỏng hả? Giống như là dán trên sân khấu tại vì mình không có tiếp cận được với những người ta ngồi. Dạ kiểu như trong cột đó hả? Dạ người ta ngồi đó đó mà mình không tới đó thì người ta đi về. Dạ. Mà bây giờ làm sao tụi nó tới làm sao bây giờ? Cái dây nó. Dạ. Anh bây giờ ở đâu Cali hả? Tôi đó là gần nhau hết, miền Nam hết, miền Nam Cali. À mình em Cali. Con Cali. Em cũng hay qua đó chơi lắm. Dạ. Mấy anh em vừa rồi cũng đưa đoàn xe qua đó đó. Từ đây lái qua đó thì dạ, ship xe qua đó anh. Ô, ship qua. Ship qua San Jose xong rồi lái xuống Huntington Beach. Ôi trời ơi. Dạ. Xuống Santa Barbara trước. Xong rồi xuống Huntington Beach xong rồi mới qua bên Vegas. Đi cũng nhiều lắm. Mỗi năm anh em ship xe ra đi khoảng 5 bang. Có thể sao phải ship mà không lái luôn. Thì mình ship ra một cái chỗ nào đó tập hợp đó anh. Chứ nếu mình lái thì mọi người ta ở khắp mọi nơi thì nó hơi khó. Yeah, chẳng hạn như nhiều khi ship qua cái bang mà người ta ở sẵn đó thì người ta khỏi phải đi đâu hết. Trời nay mình được chở 3 VIP trong này luôn. Cẩn thận nhé. Nó nãy gì đâu thấm chạy lẹ đâu thấy không? Thấy anh kia không chạy lẹ, toàn chạy theo. Covid tự nhiên kia lại lại thích làm công việc đó ha. Dạ, đam mê á. Thích lắm. Đúng rồi, nó mê thật đó chứ. Dạ, mê lắm. Mà nói chung là cái đó cũng ok lắm. Làm được. Thì đúng rồi nha. Nói về beauty nó sẽ không bao giờ hết đâu. Tại vì hết cái lớp này đến lớp kia ai cũng. Dạ, đúng rồi. Đi đây đi đó thích lắm. Chiếc này chiếc mới. Ủa bữa trước em thấy có rồi mà. Chiếc xanh này đen. Chiếc này mới. Chiếc Land Rover này đâu phải. Chiếc kia Lamborghini Urus. Không, Lamborghini màu xanh rồi nhưng mà có một cái Land Rover nữa. Đúng rồi, cái màu trắng phải rồi. À màu trắng. Dạ, yeah, đổi nó vô rồi. Yeah. Hay quá, nhớ giỏi quá. Chắc là mới anh có đội xe nó phải hoàn toàn nó khác hẳn. Chứ đi tự động. Dạ. Mắt mấy người bình thường như tụi đó nhìn không biết. Dạ. Quê em. Có đâu, mỗi người có cái đam mê khác nhau. Anh giờ đam mê ca hát thì em có cái đam mê siêu xe đúng không? Rồi có người thì đam mê hộp xoàng, rồi đam mê đồng hồ, rồi đam mê gái. Còn này mình có sẵn có xe thôi à. Nhưng như cái đó anh phải có khả năng em mới đam mê được. Cái niềm đam mê đó hơi bị mất tiền. Dạ yeah, đúng rồi, nó hơi mắc. Quá mắc. Rẻ hơn xe cũ đó mà. Dạ yeah. Đúng rồi. Trời, nó chạy qua mấy cái chỗ bánh xe đó. Nó trống đống rồi. Ờ. Dạ, xe ngoài mấy xe mới đâu còn đâu. Mấy người mà làm nghề bán xe là coi như tiêu rồi, xe đồ bán. Nó coi như ở nhà tiền thất nghiệp rồi. Còn không mua thì quay nó chết. Chết cha, anh Hiệp. À, anh Hiệp. Sao? Dạ không, tôi có người quen bán xe. Là coi như là người ta có cái đường của người ta hết à. Thì mình hết ạ. Giật xe đâu mới. Mình ô này, ô nãy giờ không nói đăng ký. Đức có bình tĩnh lái xe không nghe vậy? Có thể là Gia Lai. Anh Đức lái Gia Lai hả? Anh Đức là Gia Lai 1, Long là Gia Lai 3. Mà hôm nay anh cũng nhiều không? Anh Đức uống cũng hơi khá khá đó. Nhưng mà Long chạy như vậy là để bảo vệ anh đó. Cảnh sát nó lên không? Thường là mấy anh em đi về là vậy đó, anh nào xỉn thì anh khác đi sau lưng rồi đi như trước mặt đi từ chậm chậm lại.
đỡ. Chẳng biết cái xe đó dễ bị để ý ha. Dạ. Nhưng nó ít bắt lắm, nó bắt cho đi không à. À vậy ạ. Dạ. Có khi em chạy 100 trên 35 bắt lại cho đi luôn. 100 trên 35 là cái gì? Là hơn 65 mile một giờ. Oh wow. Cho đi luôn. Ô, cái đường 35 mile mà chạy 100. Dạ. Anh quá hên. Hên á. Anh có đuối không? Không. Đây mà đuối được nó cho mình đi vô đuối luôn. Đâu không biết. Sao đơn vị cảnh sát chặn mà không bao giờ nó cho mình đi với ta? Lúc nào nó không đưa mình tờ giấy. Dạ. Kỳ vậy. Nó biết anh đó. Đúng rồi. Mốt mai mốt anh hát anh mỗi lần mà ấy, một trái tim khô. Nó tưởng chửi nó cho vô tôi. Nó khô luôn. Mày khô queo cho nó luôn. Ủa sao anh lại đi sớm vậy ta? Xuống cái nữa chứ hả? Đáng chịu. Một cái phong đi đẹp. Nhà anh, khu nhà anh Đức đẹp lắm. Đẹp. Yeah. Bữa nào hai mấy chị em hay là non hộ tới Columbus thì nhớ gọi em nha. Anh Steven mà mỗi lần tới đó là gọi em hết. Ủa Steven đừng có làm ở Columbus vậy? Dạ có chứ. À. Có đừng có mướn khách sạn gì ở nhà em luôn. Nhà em basement đồ phòng đồ cũng ok. Có đâu. Bự so với mấy nhà đó. Yeah. Em đến buổi mình ăn tối. Nhà em ok. Không? Dạ đúng rồi. Cái chỗ bàn pizza luôn. Dạ. Ủa? Năm thay xe một lần thì năm phải thay nhà lần chứ anh? Dạ nhà thì không dám thay tại con đi học. Chứ hôm trước đã mua cái nhà kia có hồ bơi đùm lum á. Xong rồi cái nó khóc. Chịu không, nó không muốn xa bạn nữa. Nhóc quá hả? Dạ, làm mình thấy khó chịu thôi kệ. Ở đó cho nó thêm 5 năm, 7 năm nữa cũng được. Bên này mà có hồ bơi tắm được bao lâu anh? Thì nguyên cái mùa hè thì khoảng từ tháng 4 cho tới tháng 10 đó là 6 tháng đó. Ủa tới Cali mà tháng 4 còn chưa bơi được mày. Ở đây thì nước okay. Còn lạnh mà. Từ mở rồi. Ủa tháng 4 nóng rồi. Ồ. Ở đây nóng hơn Cali hả? Nóng dài không có đâu. Mùa nóng nó nóng á. Ghê lắm á. Không, bên này nóng heo mệt hơn. Nhưng cảm cảm hơn. Yeah. Nhưng mà chắc phải qua tháng 5 tháng 6 rồi nước nó mới ấm đủ chứ. Ồ đẹp quá. Đây mấy nhà này đơn sơ trong này nè. Nóng. Dạ nóng. Này mấy cái nhà đẹp lắm nè con. Anh cho nó coi hình xong rồi nó để long cơ long cơ cái nhà đẹp không nè. Đó đó đó. Mình 1 giờ rồi mình 1 giờ đêm rồi mà không tắt đèn nữa. Để luôn cả đêm. Ngôi nhà nè. Nó ở bên Cali là tới 10 giờ 11 giờ tắt hết rồi. Yeah, nhà ở đây rẻ anh, nếu mà nhà đây mà thọc lọc vô Cali thì chắc cũng khoảng 7-8 triệu. Dạ đúng đúng. Còn đúng, đây đúng, nó đúng. Khoảng chừng 1.5-2 triệu. Đúng rồi, xe kho đi. Ồ, xe đó. Hàng xóm chắc râu lắm. Nhà không, hàng xóm hối lộ hết rồi. Thôi ạ. Nói trời hay sao. Nẹt bô nữa, thấy chưa. Chủ nhà nẹt bô đó. Tối mình ngủ mà ai chạy qua dễ mình chửi. Giật mình. Anh tối này về đây đông dữ vậy đó anh. Đông lắm. Trong này khoảng 100 người, trong này easy luôn. Nhà anh đây hả? Dạ. Ủa đẹp quá. Mà ở dưới dàn DJ quýnh thì thôi, từng người luôn. Này hơi căng á, đậu xe kiểu này là hơi kẹt mình á. Mình mượn nhà hàng xóm mình đậu được không? Thôi, nó kéo xe anh nữa. Không quen mà. Trời đất ơi. Dễ sợ. Chơi nguyên đêm. Long thì ngồi chơi với mấy anh poker tới sáng. Ui trời. Thôi à, bây giờ mình đi về với lại Ivy chứ. Đi để Ivy bên liền ngủ nguyên đêm ở nhà. Tội nghiệp. Thôi Long xin chào tất cả mọi người nha. Để Long về upload cái clip này cho mọi người xem nha. We'll be right back.